Xin chào các con. Hôm nay cô và các con sẽ quay trở lại đề tài 10 vạn câu hỏi vì sao. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu vì sao mùa đông không nhìn thấy những chú ếch. Tối qua tuyết rơi, buổi sáng thức dậy, thỏ con nhìn ra ngoài cửa sổ. Oa, đẹp quá, mình phải rủ em ếch đi trượt tuyết mới được. Nhưng tìm mãi mà không thấy bóng dáng của ếch đâu. Thỏ con thất vọng chạy về nhà kể với mẹ. Mẹ mỉm cười và nói: "Con trai ngốc của mẹ ạ. Ếch đi ngủ đông rồi. Ếch ăn côn trùng. Vì mùa đông rất khó tìm được thức ăn nên ếch đành phải đi ngủ. Không ăn cũng không làm gì. Hô hấp giảm, thân nhiệt cũng giảm xuống, gần như không tiêu hao năng lượng. Còn muốn gặp ếch thì phải đợi đến mùa xuân." Bây giờ các con đã hiểu rồi vì sao khi mùa đông tuyết xuống thì chúng ta không còn nhìn thấy những cái chú ếch nữa. Bởi vì sao các con? Vì con ếch thì thức ăn chủ yếu của ếch sẽ là những cái con côn trùng, mà mùa đông lạnh thì côn trùng khi mà tuyết đã đóng rồi á thì côn trùng sẽ không còn nữa, có thể chết hoặc là một loài cũng đi trú thì không tìm được thức ăn nên ếch sẽ đi ngủ. Người ta gọi giai đoạn đó là ếch ngủ, và không ăn thì cũng không làm gì nữa, ếch không phóng không nhảy nữa, hô hấp thì giảm, thân nhiệt cũng giảm xuống, thì hầu như ếch không có tiêu hao năng lượng. Bởi vì vậy, nếu mà gặp ếch thì các con phải đợi đến mùa xuân mới gặp được ếch nha. Thường thì mùa đông, phần lớn các cái loài chim đều bay về phương Nam ấm áp. Còn một số loài động vật như là thỏ nè, sẽ thay cái bộ quần áo mùa đông, màu trắng vừa ấm áp, vừa không dễ bị kẻ địch phát hiện. Còn với những động vật như gấu, ếch thì sẽ tìm nơi an toàn để ngủ đông. Vì sao mùa đông không nhìn thấy ếch đến đây đã kết thúc rồi. Các con ơi, hãy đăng ký kênh để nhận được những cái câu hỏi vì sao từ cô. Cuối cùng thì tạm biệt và hẹn gặp lại các con vào những bài học tiếp theo.